Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình có một tin vui cho các bạn ở thành phố Hồ Chí Minh là đã ship được đi thành phố Hồ Chí Minh rồi nha các bạn. Để chỉ có một số khu vực mà đang phong tỏa mà có ca nhiễm đồ thì không ship được thôi, còn đa số là đã ship được rồi nha các bạn. Đấy, từ mình đi thành phố Hồ Chí Minh thì giờ nó khoảng tầm 3 tới 5 ngày nha, là trong cái khoảng này thì cây nó sẽ không có vấn đề gì hết nha các bạn. Đấy. Còn hôm nay thì mình mới về một xe lô sen sai đại nha các bạn. Đấy, sen đã sai đại rất là to luôn và cũng nhiều loại nha. Đấy, và mình sẽ quay lại cho các bạn xem một số loại khác nhau. Đấy, mình sẽ quay một số cây của đợt trước còn, ví dụ như là xanh lửa này. Đấy, hồng sa mạc này các bạn. Đấy, cây hồng sa mạc này rất là đẹp này. Đấy, xay đại nha các bạn. Đấy, pha lê nha. Đấy, một chậu pha lê rất là to. Đấy, cây sỏi này mình còn 2 cây nha các bạn. Đấy, mấy cây đó là của đợt trước. Đó, như là viền đỏ nữa này. Đấy, còn những cây trong lô mới này thì có rất là nhiều loại luôn. Đầu tiên có mận này, lên màu rất là đẹp nha các bạn. Đấy, bên đây mình có hồng phấn sai đại nha. Đấy, những cây sai đại này thì có giá tầm 55-70 nghìn một cây nha các bạn, nhưng mà đa số sẽ là 55 nghìn thôi. Đấy, cây bữa nay cũng rất là to và chắc khỏe luôn nha. Đấy, ngọc trinh sai đại. Đấy, ngọc trinh thì nói chung những cây có phấn thì vận chuyển nó sẽ lem một xíu về thì mình dưỡng lại thôi nha các bạn. Đấy, hầu như là những cây có phấn là khi vận chuyển đều lem hết. Đấy, có cây sai đại mới như là đây là mai đỏ nè các bạn. Đấy, mai đỏ nha. Đấy, đây là một bụi mai đỏ. Bụi này thì 55 nghìn thôi nha các bạn. Đấy, sai đại luôn đấy. Cho bạn nào thích cây này lên màu cam đỏ rất là đẹp luôn này. Đấy, đây có một cây. Cây này cũng chưa biết tên gì nữa. Đấy, cây này cũng rất là to nè các bạn. Đấy, và cái đầu lá nó giống như là gai đó các bạn. Đấy, có vuốt đấy. Đấy, cây này trồng xòe ra thì chắc rất là to và đẹp luôn á. Đấy, những cây này hầu như đều là 55 nghìn hết nha các bạn. Đây có một cây, cây này là 70 nghìn này. Đây là bắp cải hàng nha các bạn. Đấy, bắp cải tím lá dài hay gọi là bắp cải hàng cũng được. Đấy, loại lá dài thì nó sẽ ít gặp hơn loại lá ngắn nha. Đấy, loại lá ngắn thì bên đây mình có đây. Đấy, loại này là lá tròn và mập hơn. Đấy, còn loại bên này là lá dài hơn nha các bạn. Đấy, loại này thì 70 nghìn. Đấy, cây bé tuyết này các bạn, rất là to luôn nha. Đấy, sai đại, ít gặp cây này sai đại lắm nha. To đẹp, lá chắc khỏe này, lỗ sai luôn nha. Đấy, đấy, phía bên đây là hồng bẹt nha các bạn. Đấy, sen đá hồng bẹt. Hồng bẹt hình như mình có 2 cây sai đại. Đấy, các bạn nhìn nó lỗ sai này, thấy không, rất là to luôn nha. Đấy, bên đây là đế vương các bạn. Đấy, mấy cây đế vương rất là bự. Đấy, cái này trồng nó sẽ lên màu hồng một xíu nha các bạn. Các bạn có thể thấy là cái đầu lá nó hơi hơi hồng rồi đấy. Đấy, mình trồng lại nó sẽ lên màu hồng một xíu nha. Đấy, bên đây là bảnh bông lan nha các bạn. Đấy, bảnh bông lan thì mình trồng nó cũng sẽ lên viền hồng, cũng rất là đẹp. Đấy,
cây này đang đẻ con rồi các bạn, đang đẻ con và đang ra hoa luôn. Đấy, đây là một cây rất là xịn nha các bạn, nó thanh cúc cà rét. Đấy các bạn nhìn cái đầu cà rét của nó này. Đó, cây cà rét này mình cũng bán với giá là 70.000 nha các bạn. Đấy, bạn nào mua là vừa được cây đầu bình thường nè, vừa bên đây là cà rét nè các bạn. Đấy, có cà rét để chơi luôn nha. Đấy, vừa bình thường mà vừa cà rét. Đấy, tiếp theo là mình có Nuda nha các bạn. Đấy, sen Nuda một bụi rất là chất lượng nha. Đấy, bụi rất là to. Đấy, cây này trồng là nó sẽ đâm nhánh rất là nhiều luôn nha các bạn. Đấy, loại này lá rất là cứng. Đấy, rất là to luôn nha các bạn. Đấy, sen Nuda size đại. Đây có một cây ngon đây này. Cái cây này là hồng hoang nha các bạn. Chỉ có điều là nó chưa lên màu thôi. Nên là các bạn thấy nó hơi màu nhạt nhạt một xíu. Đấy, nhưng mà cây này lên màu hồng nha các bạn. Đấy, cây này lên màu hồng rất là đẹp. Đấy. Bữa hồng hoang thì chắc các bạn biết rồi, tại mình có nói nhiều trong những video trước rồi. Đấy, có những cây nhỏ và nó lên màu cũng rất là đẹp. Bên đây là mình có đất kim nha các bạn. Đấy, đất kim sai đại. Đấy, cây này tầng lá xếp cũng rất là đẹp nè các bạn. Đấy, nó giống như lá, nó kiểu như là lola vậy các bạn, nhưng mà nó màu xanh dương mà nhạt nhạt, còn lola là nó màu hồng nha. Đấy, đất kim nha. Đấy, bên đây mình có một cây liên đài trắng này các bạn. Rồi, cây này to luôn các bạn. Đấy, rất là to luôn và đang đẻ con rất là nhiều nha. Đấy, một cây liên đài trắng rất là to và khỏe, đổ sai nha. Đấy, còn một số cây bên kia mình sẽ quay. Cây này là viền lửa đại nha các bạn. Đấy, sen đá viền lửa sai đại. Đấy, loại này là trồng cực kỳ chất lượng nha các bạn. Sen phổ thông luôn thôi mà trồng lên màu rất là đẹp. Đấy các bạn nhìn, cái này là màu nó chưa lên hết. Lên hết nữa là cái màu viền nó đỏ rất là nhiều. Đấy, cây này mình rất là thích trong cái dòng sen phổ thông. Bởi vì nó rẻ và đẹp nữa. Ở bên đây cũng có một cây liên đài trắng này, cây này đẻ con cũng rất là nhiều nè các bạn. Đấy. Cây đất kim này cũng rất là to nè, to hơn cây lúc nãy. Nãy tầng lá rất là dày và cao nè. Đấy. Đấy, đây là sen đá Barbie nha các bạn. Đấy, Barbie sai đại. Cây này thì đang như là đang ra hoa đấy, đang ra hoa hay đẻ con gì, cái này nhỏ quá mình chưa biết được, nhưng mà chắc vừa là hoa vừa đặt con. Đấy, Barbie sai đại. Đấy, tiếp theo là cúc trắng nha các bạn. Đấy, cây cúc trắng này lá xoăn rất là đẹp luôn này. Đấy, rất là to luôn nha. Đó, nhìn như một bông cúc luôn này các bạn. Đấy, rất là to và đẹp nha. Đấy, cúc trắng sai đại lâu lâu có vài cây vậy á. Đấy, chứ còn giống như sen bầu cũng ít gặp rồi, chứ đừng nói là sai đại. Đấy, đây là một cây bé tuyết nha các bạn. Đấy, sen đã bé tuyết, cây này đẻ con nè. Đấy, cây này đẻ con nè, rất là đều luôn nè. Rất là hay luôn nha. Đấy, bên phía bên này đẻ một nhánh ba con nè, thấy không? Đấy, và bên mẹ bên này cũng đẻ thêm một mảng này nè. Đấy,
cây này đẻ con rất là hay luôn nha, sau này chắc nó thành một bụi là rất là đẹp luôn đó. Nó thường thì khi những đẻ con thì những cái lá phía dưới này thì nó mấy cái lá phía dưới này nè thì nó sẽ mất dần thôi đó, những lá này nó sẽ bị đẩy xuống phía dưới và nó sẽ hư và để cho cái chỗ con nó phát triển. Đấy, cây này sau này chắc thành một bụi rất là đẹp này. Đấy, đẻ con rất là hay luôn. Đấy, một mỗi bên giống như hai bên nắp đấy, mỗi bên đẻ một mụn con. Đấy, cây viền đỏ này đẻ con nhiều rồi các bạn. Đấy, đẻ con nè. Đấy, dành cho những bạn nào mà thích size đại mà có con, thích sau này sẽ thành một bụi nha. Thường những cái này là sau này sẽ thành một bụi rất là đẹp. Hoặc là các bạn có thể về tách con nhân giống được. Đấy, tùy theo mỗi người. Đấy, đây là thanh cúc crest nha. Đó, mình có vài cây thanh cúc crest đấy. Đây nè. Đấy, các bạn thấy nè, crest này thấy không? Đấy, bên đây cũng vậy nè. Đấy, mình có một số cây thanh cúc crest. Đấy, tiếp theo mình có một cây hồng lai nha các bạn. Đấy, hồng lai say đại. Đấy, cây này nó đẻ con này các bạn, đẻ con rất là đẹp luôn. Đấy, dáng rất là ok nha. Đó, đẻ cái con lên này, đẻ được hai con nha các bạn. Cây này nặng quá. Đấy, dưới đây có con này. Đấy, cây hồng lai thì màu rất là đẹp này. Đấy, màu đỏ nha. Đấy, lên màu đỏ, có một cây thôi. Đấy. Còn bên đây là một số cây sai chung mình còn nha các bạn. Đấy, sai chung thì mình sẽ quay, nói chung là giờ mình sẽ quay chậm lại một lần nữa cho các bạn xem nha. Đấy, để các bạn có gì mà thích cây nào thì có thể chụp màn hình lại và gửi cho mình cũng được. Đấy, giờ mình sẽ quay chậm hết cái đám này cho các bạn. Đó, các bạn có thể ngắm lại một lần nữa. Đấy rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hẹn gặp lại các bạn những video lần sau. Nếu các bạn có nhu cầu mua cây hay có thắc mắc gì thì cứ comment hoặc là inbox riêng cho mình nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.